Tính năng link và hiệu morph đỉnh cao của PowerPoint có thể giúp chúng ta hiện thực hóa ý tưởng biến slide thuyết trình thành giao diện một website hiện đại để tăng tính tương tác và sở hữu những chuyển động kết nối cực kỳ mượt mà. Cùng khám phá cách làm qua video này của NiceSlide nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ các hình chữ nhật bo tròn để có thể chèn ảnh vào slide với đúng kích thước vị trí mong muốn. Sau đó, mọi người chọn từng hình vào tô màu nền, chọn picture và from a file để chèn ảnh vào hình khối. Chúng ta nhớ dùng crop fill để hình ảnh sẽ không bị méo. Hoặc thay vì phải làm thủ công lặp lại từng bước như vậy, chúng ta có thể dùng tính năng Night Photo trong bộ tools của NiceSlide để nhanh chóng chèn từng ảnh vào trong từng hình và không bao giờ phải lo lắng ảnh sẽ bị biến dạng. Bước kế tiếp, mọi người sẽ nhấn chuột phải vào slide, chọn duplicate để nhân đôi. Chúng ta sẽ di chuyển ba nhân vật phụ ra ngoài để có diện tích phóng to nhân vật chính. Với chủ thể, mình sẽ copy kích thước chiều dọc cho chiều ngang để biến được thành hình khối đều. Sau đó lại chọn crop để ảnh trở về nguyên bản. Mọi người nên chỉnh thêm độ bo tròn để đồng bộ với các hình còn lại. Để tránh bị rối, mọi người nên viết chữ trên từng slide riêng rồi mới copy vào các slide làm chuyển động. Ở slide 1, mình sẽ di chuyển đoạn văn ra ngoài rồi tô màu chữ là no fill để đoạn văn biến mất. Còn phần tên, mình sẽ xoay dọc theo hướng ảnh, giảm cơ chữ xuống rồi di chuyển xuống đáy của hình. Với các nhân vật phụ ở slide sau, mọi người cũng có thể vào refine để làm mờ và làm tối ảnh, qua đó giúp chủ thể trở nên nổi bật hơn nữa. Ở phần điều hướng, mình sẽ copy định dạng của chữ NiceSlide cho chữ T trang, rồi lại copy định dạng của chữ Z-Dragon cho chữ NiceSlide, sau đó tăng kích thước chiều ngang của phần gạch chân và di chuyển xuống dưới tên của nhân vật chính. Mình sẽ xoay phần chữ cong theo một hướng khác và di chuyển phần footer sang phía bên phải. Mọi người cũng có thể phóng to nhân vật chính nếu diện tích trống của slide vẫn còn nhiều. Bước cuối cùng, chúng ta chỉ cần vào Transition, chọn hướng Morph và nhấn Preview để xem thử. Quá đỗi tuyệt vời, Morph sẽ tự động tạo biến đổi trạng thái của tất cả vật thể ở slide trước thành trạng thái mới ở slide sau để tạo nên chuyển cảnh đầy tính mượt mà và kết nối. Từ cảnh 3, cảnh 4 trở đi, mọi người vẫn nên nhân đôi từ slide đầu tiên để điều chỉnh vị trí kích thước dễ dàng hơn. Chúng ta vẫn lặp lại y nguyên các bước từ việc chỉnh phần điều hướng cho đến phóng to ảnh chính, rồi copy nội dung chữ vào bên trong, làm mờ làm tối các ảnh phụ và dịch chuyển các yếu tố trang trí của slide. Và Morph vẫn sẽ tạo nên sự biến chuyển mượt mà, mãn nhãn giữa nhân vật chính và phụ trên từng slide. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta có thể dùng tính năng link để liên kết vật thể đến với một slide khác, qua đó biến slide PowerPoint trở nên giống hệt như một website thực sự. Và một tinh thần mang tính truyền thống của tất cả học viên trong khóa học PowerPoint online tại niceslide.com đó là luôn luôn phát triển tư duy và kỹ năng đã được giảng viên hướng dẫn để từ đó sáng tạo nên những tác phẩm PowerPoint tuyệt vời và đỉnh cao hơn nữa. Không cần đến những phần mềm đồ họa kỹ xảo phức tạp xa vời, đến với niceslide chúng ta vẫn có thể tự tay tạo nên các tuyệt tác từ chính PowerPoint. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của niceslide, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.